tới video của mình. Hôm nay mình sẽ review tất cả mọi thứ để mình mua. Nhưng mà mình sẽ đợi những mình đợi em mình ăn xong thì mình sẽ ăn thử mấy cái đồ này có ngon không nha mọi người. Thì mình hồi nãy á mình lỡ hai cái này mất đi rồi cho nên mình xin lỗi nha mọi người. Cái này của mình boy. Tiếp theo là bộ sticker trong hai cái này. Thì trong hai cái này á là nói chung là hai cái này tiết cơ nữ, con cuộn bo chắc chắn là nam rồi. Cứng bắt dạ xong lấy được rồi nha mọi người. À bùng nhất tiết cơ của mình nè, để dán như lại luôn nha. Cái này hai cái này có thể gỡ được nhưng mà mình để dành ở chỗ này. Còn tiếp theo của mình đó, đây là của em mình nha mọi người. Thì để mình gửi em mình luôn cho em mình thăm gỡ. Thì chờ hồi nãy mình đã nói là chờ em mình xong là mình sẽ uống thử mấy cái này nha. Chờ em mình ăn xong này chắc khoảng 10 giờ 1 giờ trưa thì em mình mới ăn xong. Đây cơ của em mình đây. Ở trong cái que này sẽ có một cái sô-cô-la. Cái sô-cô-la ngon lắm mọi người. Nghe nói là tròn da thật sự. Tròn con của mày ơi, nó rất tham ăn. Nhưng đổ lại có người rất tham ăn. Vì vậy là em boy của mình rất tham ăn. Thế nên mới nghe tiếng bánh kẹo gỡ là em mình liền tới. Tới ngay lập tức. Ừ không, chưa ăn xong nhưng vẫn tới. Mà ăn xong vẫn tới. Thì lạ mọi người. Thì tí nữa em mình ăn xong mình sẽ review review qua đây cho mặt. Con có thể review một chút về em trai con không? Đây là chàng trai cặp cơm của năm. Không được rồi.
giỏi. Wow, xưa giờ luôn. Ngon mọi người, ngon lắm luôn á. Mà có cái vị gì? Có cái vị gì? Coi ăn thử xem có ngon không? Coi ăn đi, ăn xem. Chị hỏi Boy là có ngon không? Boy có ngon không? Ngon hả? Ngon mà ngon. Có giòn không? Giòn hả? Boy có được thấy cái vị sô-cô-la không? Có mà. Vậy rồi, còn cái món này nữa. Thôi, bố nghĩ là hôm nay mình ăn như vậy là nhiều rồi đó. Không, không nhiều quá. Mình ăn em mình nữa nè. Thôi đừng có tháo ra vì con ăn hôm nay nhiều quá rồi, để có chương trình đó ra bữa sau đi. Con nói con chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn nha, video này. Để cho mình trồng quay một phần nha. Bye mọi người. Nhớ các bạn quay trực ra nha mọi người. Boy, con kêu gọi mọi người nhấn like đi. Để bài cho Boy nói đi. Boy nói là mọi người nhấn like và subscribe cho mình. Nói đi con. Mọi người ơi, vì Boy đang ăn rất là ngon nên là Boy không có nói. Rồi, bye, chào tất cả mọi người. Mình nha, mình ăn.